tin Napoli. Máu thánh Gennario hóa lỏng tại Napoli, nhưng Đức Hồng Y chủ tế không nhất lọ máu lên được. Thông tấn xã Ansa cho biết, hôm 19 tháng 9, máu thánh Gennario đã hóa lỏng tại Naples, nhưng Đức Hồng Y Resenzio CP, tổng giám mục Napoli, là vị chủ tế trong thánh lễ không nhất lọ máu lên được. Ngài được tường thuật là bị say sẩm và phải ngồi xuống, nên không thể dơ cao lọ máu lên cho anh chị em giáo dân thấy như vẫn thường làm. Nhiệt độ quá nóng trong bầu không khí có quá đông giáo dân tập trung trong và ngoài nhà thờ để theo dõi biến cố này, có lẽ đã làm vị Hồng Y 75 tuổi cảm thấy ngạt thở. Các vị đồng tế đã khuyên ngài về nghỉ, tuy nhiên, Đức Hồng Y đã từ chối. Ngài ngồi nghỉ và sau đó tiếp tục dân thánh lễ như thường lệ. Thánh Genario là giám mục thành Benevento, nước Ý. Ngài được chọn làm quan thầy của thành Napoli, thánh nhân chịu tử đạo trong cuộc bách hại dưới triều hoàng đế La Mã Diocletian vào ngày 19 tháng 9 năm 305. Ngài đã bị chặt đầu và một lọ máu khô của Ngài đã được lưu trữ trong nhà thờ chánh tòa Napoli. Một hiện tượng kỳ lạ không giải thích được là máu khô của Ngài hóa lỏng mỗi năm ba lần. Vào ngày 19 tháng 9, ngày lễ kính thánh nhân, ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 5, kỷ niệm di tích của Ngài được rước vào nhà thờ chánh tòa Naples. Và vào ngày 16 tháng 12, kỷ niệm vụ phun trào núi lửa Vesuvius, giáo hội chưa từng chính thức tuyên bố đây là phép lạ. Mặc dù Đức Tổng giám mục Napoli thường xuyên chủ sự các buổi lễ tại đó và hộp đựng máu khô được đặt trên bàn thờ và phép lạ được công bố khi máu của Ngài hóa lỏng. Nhiều cư dân của Napoli tin rằng việc máu của thánh nhân không hóa lỏng là một dấu chỉ cho thấy các bi kịch sẽ xảy đến cho thành phố. Gần đây nhất, khi máu của thánh nhân không hóa lỏng vào năm 1980, một trận động đất đã xảy ra ít ngày sau ở phía nam thành phố Naples, làm hơn 2.500 người thiệt mạng. Một trường hợp tương tự vào năm 1939, khi một dịch bệnh tả tấn công vào thành phố ngay trước khi bùng nổ Thế chiến thứ hai, và vào năm 1943, khi quân đội Đức Quốc xã chiếm đóng nước Ý. May mắn là ngày 19 tháng 9 vừa qua, máu của thánh Genario đã hóa lỏng, khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.